video hôm nay mình sẽ làm món bánh lọt hoa đậu biếc. Và mình đã chuẩn bị sẵn 200g bột năng, 100g bột gạo, 200g đường, 500ml nước và 100ml nước hoa đậu biếc. Đây là nửa ký nước cốt dừa nha cả nhà. Bây giờ chúng ta cùng đi làm bánh lọt hoa đậu biếc nha. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt chảo lên và chúng ta sẽ cho bột gạo vào chảo. Tiếp theo chúng ta sẽ đổ nước vào luôn nha. Và chúng ta sẽ khuấy cho phần bột tan hết. Tiếp theo chúng ta sẽ bỏ nước hoa đậu biếc vào. Và chúng ta sẽ khuấy đến khi nào bột sánh lại thì chúng ta sẽ cho bột năng vào nha cả nhà. Bây giờ mình bắt đầu khuấy nha. Và bột cũng đã sánh lại rồi nè cả nhà. Chúng ta vẫn tiếp tục quậy cho đến khi nào bột chín luôn nha cả nhà. Chúng ta quậy đến khi nào bột chín thì chúng ta sẽ tắt bếp và chúng ta sẽ bỏ bột năng vào. Chúng ta vẫn quậy tiếp nha. Và bây giờ bột cũng đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình sẽ cho bột năng vào. Mình sẽ cho bột năng vào từ từ thôi nha cả nhà. Và bây giờ mình vẫn tiếp tục quậy cho bột năng hòa quyện vào phần bột của hoa đậu biếc luôn nha. Và phần bột mình đã trộn xong rồi nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi bắt nồi nước lên và chờ đến khi nào sôi thì chúng ta sẽ làm bánh lọt nha. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một thau nước đá và mình sẽ dùng cái khuôn này để làm bánh lọt nè cả nhà. Và nồi nước cũng đã sôi. Bây giờ mình sẽ để cái khuôn lên và chúng ta sẽ cho bột lên. Và mình sẽ ấn nhẹ xuống là bánh đã lọt vào nồi đó cả nhà. Để mình cho cả nhà xem nha. Bánh nhìn rất là đẹp luôn nè. Và tương tự như vậy mình sẽ làm hết phần bột luôn nha cả nhà. Và mình đã làm hết phần bột rồi đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ chờ bánh nổi lên là bánh đã chín. Mình sẽ vớt bỏ qua thau nước đá nha. Và mình đã vớt bánh vào thau nước đá rồi nè. Nhìn bánh rất là ngon và rất là đẹp luôn nè cả nhà. Bây giờ chúng ta sẽ đi bắt chảo lên và nấu nước đường nha. Mình sẽ cho 200g đường vào chảo và chúng ta sẽ bỏ một chén nước vào nha. Bây giờ mình sẽ khuấy cho đường tan ra và nước đường sôi là được nha cả nhà. Bây giờ đường cũng đã tan và nước đường cũng đã sôi. Bây giờ mình sẽ dắt nước đường xuống nha.
Tiếp theo chúng ta sẽ bắt nồi lên và cho nước cốt dừa vào nồi. Chúng ta sẽ bỏ thêm một ít muối và một muỗng đường nữa nha. Và mình sẽ quậy cho đường và muối tan ra, và chờ đến khi nào nước cốt dừa sôi là chúng ta sẽ tắt bếp nha. Và nước cốt dừa cũng đã sôi rồi nè cả nhà. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi múc bánh lọt vào chén. Nhìn rất là ngon luôn cả nhà ơi, ăn rất là mát luôn đó cả nhà. Và sau khi múc bánh lọt xong thì chúng ta sẽ bỏ nước đường vào. Tiếp theo chúng ta sẽ cho nước cốt dừa vào luôn nha. Và bây giờ chúng ta có thể thưởng thức rồi đó cả nhà. Nhìn rất là ngon luôn nè cả nhà. Và như vậy món bánh lọt hoa đậu biếc mình đã thực hiện xong rồi đó cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp cả nhà ở video lần sau nha. Bye cả nhà.